các bạn. Món tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn có tên gọi là caramel cà phê đá xay. Để làm được món đồ uống này, các bạn cần phải chuẩn bị những nguyên liệu như là sốt caramel, cà phê, cốt cà phê. Cốt cà phê ở đây mình sử dụng là cốt cà phê pha máy, được chiết xuất từ máy ra. Còn nếu như mà các bạn sử dụng cà phê coffee cũng được, nhưng với một cái định lượng với cà phê coffee thì nó sẽ bằng 1/2 của pha máy thôi. Ví dụ như là cái món này mình dùng là 30ml cà phê được chiết xuất từ máy, thì khi các bạn dùng phin thì các bạn sẽ dùng 1/2 thôi, đó là 15ml. Tiếp theo là các nguyên liệu đi kèm như là bột mix, bột tươi không đường, kem béo thực vật và đường. Rồi, sau đây thì mình sẽ tiến hành thực hiện món caramel cà phê đá xay. Đầu tiên các bạn đong cho mình là 20ml đường. Với những clip trước thì mình có sử dụng một lượng đường là 10, nhưng với lần này thì mình sẽ sử dụng 20, bởi vì cà phê thì sẽ có độ đắng hơn, cho nên là lượng đường cần tăng lên để cân bằng lại hương vị cho được tốt nhất. Tiếp theo là 20ml kem đá thực vật. Tiếp theo là sốt caramel, mình sử dụng là 20ml. Tiếp theo nữa là sữa tươi không đường là 30ml. Lần này mình chỉ sử dụng 30 thôi, bởi vì mình đã có cái lượng chất lỏng 30ml của cà phê rồi, nó không còn là 60 như những cái lít trước nữa. Sữa tươi không đường là 30. Dụng cụ đong có vẻ nó khá đầy rồi, cho nên mình sẽ đổ vào cối xay trước. Tiếp theo là cà phê. Cà phê ở đây mình sử dụng một xót cà phê espresso tương ứng với 30ml. Nếu như các bạn dùng cà phê pha phin thì hãy sử dụng 15ml. Cũng là đá, các bạn sử dụng một lượng đá là 180g, tương ứng với một bình lắc 500ml bằng lắc như thế này. Caramel cà phê đá xay này thì nó cũng không quá xa lạ với các bạn là tín đồ của nhóm đồ uống đá xay nữa. Nó thường xuất hiện ở trong các cái hãng cửa hàng lớn như là Hay Coffee hay là một số những cửa hàng khác nữa. Các bạn rất có thể bắt gặp cái đồ uống này trong cái menu đồ uống của cái nhóm đồ uống đá xay. Khi đã cầm đến đầy đủ nguyên liệu thì mình sẽ cho lên máy và sử dụng chế độ phải đá trước. Đây món này đa cấp, đó là kem. Món này sẽ có hương vị của caramel kết hợp với cà phê, rất là dễ uống, thơm ngậy của mùi sữa kết hợp với caramel và cà phê. Thank you.
biến với canh xịt. Rồi mình vừa hoàn thành xong món caramel cà phê đá xay. Chúc các bạn thành công.